đang mới biết thôi, em vẫn sẽ vận dụng đó. Thế được. Thế còn nếu mà lấy con thì đang không không khi mà đi thực tế, em biết là năm thứ ba em đi bệnh viện không có thời gian thôi, không kịp luôn. Bởi vì em sẽ bị đồn và ngày xưa thì năm nay em sẽ học về chuyên môn học cái làm bệnh án khám bệnh hỏi bệnh, năm ba em học về bệnh học chẩn đoán. Thì bây giờ năm nay mình ngồi đây rồi thì tới năm sau em đi 8 tuần sẽ nhập của 2 năm lại. Tức là ngày trước đó, là các em có 16 tuần, coi như là 16 tuần để học và chuyển chiến học, nhớ là bệnh học, chuyển chiến học bệnh học. Còn bây giờ đó, các em có 8 tuần để học chuyển chiến học bệnh học, nhập luôn luôn. Và nó sẽ khó lắm đó. Chưa kể là nó sẽ có ở một số bệnh viện đó. Hiện nay có một số bệnh viện em có đi, nhưng mà các phòng giảng lại không có cắm ở đó thường xuyên. Tức là có những bệnh viện lớn có các phòng giảng ví dụ như là Trung Vương, 115, Bình Dân, Gia Đình, Nguyễn Tri Phương đó là. Còn Nguyễn Trãi và em mình là không có các phòng giảng. Các phòng giảng sẽ được điều từ các bệnh viện khi sang. Ví dụ như điều anh sang bên em mình để em thì một tuần đó, anh chỉ có thể sang dạy được tức là thông thường điều sang là điều hai người thì hai người sẽ thay phiên dạy trong từ thứ hai cho đến thứ sáu tất cả buổi sáng. Ví dụ như anh dạy ba bữa tuần, anh dạy ba bữa tuần, thứ ba nữa dạy hai bữa cứ thay phiên vậy thì rõ ràng là không cắm ở cái ví dụ như tất cả anh không có ở đó thì đâu tham gia mổ xẻ gì bên đó mà bệnh cũng không có đó. Thì cái dạy của mình nó sẽ mang tính chất lại là lý thuyết là cay nữa ha. Mà cái nơi mà chính thức á, cái nơi mà các bệnh viện cắm ví dụ như bệnh viện anh đó thì nó bị thiếu đi các người. Tức là cái bên mới thì dạy cũng khó khăn, mà cơ sở chính đó, thì cũng thiếu bài. Thật thử ra em tính toán ha, tự mình rèn luyện, tự học sao nó tốt hơn, chứ còn giờ thì hơi khó đó.
xấu. Mà đi xấu á, thì những năm trước đây á, thường là đi một tổ là có khoảng 10 em. Nhưng mà hiện nay đi xấu á, có ba mấy bốn chục em. Tới năm sau thì còn đông hơn. Thì mấy em á, mấy em đi bệnh viện á, khoảng 100 cộng thêm 40 em đi xấu nữa, làm trong tuần cộng thêm khoảng 30 em tiêm thông nó là 170. 170 chia cho 9 phòng, 10 phòng đi, phòng nghỉ nữa. Ở về nhanh đi hơn, chia cho 10 phòng đi, thêm phòng nghỉ nữa, là khoảng 17 người. Một phòng 17 sinh viên, có 8 bệnh nhân, tức là hai sinh viên kèm bệnh nhân. Sao hả? Em không biết cách nào để hướng dẫn nó được cho mấy em. Dẫn đường thì chưa được có 100, không tới 100 đâu, khoảng 60. Còn đối tượng hỗ trợ thì 6 nữa, 6 người ra trường làm sao đi chung vậy, rồi dạy sao mà ở bệnh viện đó thì thường có đi 6 thì sẽ phải tập trung đi 6 nhiều hơn. Thì bệnh nhân người có một môn nào đó rất là lo,
Theo biết là trong mức đó thiếu người, trong mức đó mà ví dụ như là khoảng năm 2014-2015 á, khoảng thời gian mà anh đi học á, đâu đi học rồi đâu, tới giờ học là gần như là nghỉ rồi, tại vì năm sinh viên này mà lại ở hai bệnh viện, sao đi học được? Vừa mới chạy đến bệnh viện kiến thức xong rồi chạy qua bệnh viện chuyên dạy rồi chạy về cái bệnh viện thứ ba để học nữa, mà ngày nào cũng vậy, chỉ cần nghỉ một hai ngày thôi, nghỉ ngày thôi, dù bệnh mình nghỉ là kéo ngày nào luôn. Sắp photo
chứ còn sách về điện tâm đồ hoặc là sách về gia liệu thì mua cái nó không đọc được, photo ở đây thu thì nó đọc được, mà sách gia liệu thì là phải đọc sách mẫu, đọc sách gốc. Rồi những năm gần đây giống như là cái hãng sách không biết, tôi thấy Việt Nam là lậu nhiều quá sao, sách nó in cái kiểu mà chống của tôi, tức là em thấy một hãng sách nó có nhiều màu, chữ nó cũng có nhiều màu, rồi ở giữa nó có cái logo cái trường hãng sách, thì khi mà em photo lên sách nó ra vào cũng được. Có những cái chỗ ô tô nó không có chữ, tại vì nó là chữ, nó là cái nền đề cao mà cái chữ nó là màu vàng nhạt, là khi mà ô tô ra nó lại thu luôn à, hoặc là cái logo ở trong á, ô tô ra đây thu luôn giữa trang giấy một mẫu đọc luôn đó, ở nước ngoài là vậy. Còn chỗ mua sách gốc thì gần đây em biết chỗ mua sách
thành khoảng 400 mét. Chiều tới cây số mà. Cả là mô đó. Trong đó có cái sách không nè. Trong đó có cái quầy sách đi ngoài. Nhưng mà sách nó cũ rồi. So với trên mạng nó khoảng tầm vô nó thôi qua một vòng nó cũ chứ là một phần nó là như thế này, nó hơi kẹt cái chỗ đó là nó chậm sách bây giờ nó bán không có lời, các em đâu mua đâu đúng không, các em đâu mua, các em đi xin được mà đi chơi không. Mua được một số cuốn rồi, vì nó có những cái bộ sách á, nó mười mấy triệu rồi, mười mấy triệu một bộ hai cuốn, mất tiền lắm, có bộ là mấy chục triệu luôn á, hoặc là cái cuốn sách nó bỏ bé rồi, nó khoảng khoảng 400 trang vậy đó. Mà nó chủ hiệu đó là cái cuốn sách về thẩm mỹ vú, thẩm mỹ vú trong đó nó vẽ hình, nó chỉ mình cách cái nó không phải nói thẩm mỹ vú làm đúng, nó là plastic surgery, tức là phẫu thuật tạo hình tuyến vú đối với những cái người mà bị ví dụ như ung thư tuyến vú, người ta đã cắt bỏ qua người ta tạo hình sao, người ta bị chấn thương và tạo hình ra, thì trong đó nó vẽ nó rất là chi tiết, tính toán chỉ số kỹ thuật mổ ra sao, thì nó khoảng 200 trang là nó được triệu. Tại vì đọc cái cuốn đó xong á, mình có thể mình tự mình làm khoảng 5-7 trang, rồi mình sẽ làm được đẹp. Ở hình mất tiền. Những cái bộ sách về tiêu hóa 15-16 triệu, 20 triệu đó. Bây giờ các em tính đi, em bỏ ra 15 triệu mua bộ sách tiêu hóa về đọc chết bỏ luôn, đọc chết bỏ luôn, mất cả 1-2 năm sau để dùng duyên những cái kỹ năng kiến thức trong đó, thì có phải là bộ sách đó là 15 triệu mà 5 năm sau là nó được giá là nó là 2 triệu không đó, đó chừng đó 17-18 triệu rồi, thì trong những năm đó mình nó bắt đầu mình chỉ đang là thì mình bỏ một ca như vậy á, mình bỏ một cái ca lớn loại mò đó, tức là một phần phức tạp khó đó, thời gian có thể kéo từ 4-6 tiếng hoặc là trên, có khi 7-8 tiếng nửa tiếng á, mình được khoảng 125 ngàn, em bỏ 10 ca được 1.250.000, em bỏ 100 ca được 12.500.000, mỗi tiền nào mới gửi vô thanh nên, nhưng mà nó vậy chứ mình cũng kiếm được hoài hoài nên kiếm hoài 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 là gì mình còn nhiều thời gian cũng còn nhiều mà đang muốn sắp cũng được. Về để cho nó công kể sách cũng được. Thế em coi hoài là hỏi đi. Chứ thụ động quá sao được. Thụ động quá tiến bộ được.
Em cần biết gì họ công khai ra là chút ở xong rồi thì anh đi về điều gì để chạy đi hỏi đúng không? Bây giờ nếu mà giả sử bây giờ tổng thời gian học SLS của ngoại nha, ví dụ là 20 buổi đúng không, 48 buổi nha, là bao nhiêu buổi? 40 buổi. Bây giờ ví dụ 40 buổi đó mà bây giờ mình học khoảng 10 buổi nữa, còn 30 buổi mình đi bệnh viện luôn. Em thấy em hợp lý hơn không? Hình như thời gian học số lớp đó cũng tương tự vậy đúng không? Nhưng mấy em cứ ý kiến này đi. Nó thật mà. Tại vì cái chuyện này là không có tiến đề gì chứ nhà tiến đề sẽ lại quên phòng quản lý lại rất là vậy. Tại vì cái này là các em học ở đây xong á, các em học ở đây á nó sẽ bị một tình trạng là các em đi thi á có thể các em qua các em không hiểu gì, có thể các em qua không hiểu đúng không? Rồi thứ hai nữa là các em kết thúc ở đây là khoảng cuối tháng sáu đầu tháng 7 đúng không? Từ tháng 7 đến tháng 11, từ tháng 11 em đi đi bệnh viện, từ tháng 7 họ làm gì? Phải không? Tháng 7 tháng 1, tháng 7 tháng 7 tháng 1 làm gì? Quên. Tại sao quên? Thành ra anh thiết nghĩ là cái chuyện mà hợp lý á là bởi vì thời gian đó, đầu tư cho SQLab nhiều quá, 7 rưỡi đến 11 giờ rưỡi thôi, nhiều quá.
sau hy sinh là mang đến cho đời sau rõ hơn. Em quên rồi nè. Trang kiếm đề để cho nó thật không? Em làm một cái đơn đó, gửi lên trên phòng của đồng đại đó. Đó là người đó kiếm đề để sau khi nó xếp xong đó. Em cảm thấy là cái thời gian nó chiếm nhiều quá, nó dài quá. Nên cắt một nửa đi. Một nửa để đi được việc. Tại vì một bộ môn là em học số lớp chính là chỉ có hai bộ môn đúng không? Đồ ngoài mỗi bộ môn là 4 tuần hả? 8 tuần. 8 tuần. Rồi thì trong đó nó sẽ những cái bị trùng lặp. Ví dụ như hôm nay vậy, tháng 1 nó nổi tháng 1 nữa đúng không? Rồi cuối cùng em nghĩ không? Không nghĩ nha, nó không qua thôi. Cũng ngủ, cũng chơi game, cái này gì? Chứ sao mà quài, đúng không? Phí quá. Vậy là Hà nội 8 tuần, ngoại 8 tuần, nội 8 tuần. Các bạn nữa đây. Đi về. Nội là ngoại hồng 4 tuần, nội hồng 4 tuần. Còn 8 tuần đó nó đi được tiểu. Đi nội 4 tuần, đi ngoại 4 tuần. Đi làm quen thôi. Chưa cần phải làm gì. Nhưng mà viện đứng cho nói chuyện với là sự bệnh nhân tâm sự của bệnh nhân hỏi bệnh nhân cũng đỡ. Thôi chắc để đợi ngày cho năm sau. Tại năm sau nó tới ngày mấy rồi. Lớp này là 800 không? Nhìn nhé. Lớp này là 1.000 rồi. Lớp này có sinh viên là tỉnh chứ là. Vâng. Không, ở tỉnh lớp này có sinh viên tỉnh chưa? Nhìn. Có học hỏi mà. Nhưng mà bản chất là tỉnh gì? Đúng không? Anh nói đây là thành phố mà là thành phố đúng á, chứ mà có hộ khẩu. Hộ khẩu nhà tụi em dễ có mà. Có em người có ở đây ngày nào không mà có hộ khẩu. Làm như là không biết được. Những đứa nó đóng ra lên. Cái ngày mở lên đây là ngày đầu tiên đặt chân vô đây luôn. Mà có không có cái này, mặc cái này. Hay gì vậy? Trời, hôm nay vậy luôn. Các em biết tại sao mà trường này nó làm ngày mấy gì mà phải đứng ngang luôn. Trường này là của ông thầy Dương Văn Công này. Ông mở ra cái năm 1989 á thì có cái chỗ lên á hay là gọi là Sài Gòn cũ á có trường đại học y dược. Trường đại học y dược và bệnh lịch sử á là tiếp quản của đại học y khoa Sài Gòn cũ, nam chế độ cũ tiếp quản. Thật ra cái truyền thống và cái nhân lực của nó sợ hay không thì bây giờ muốn mở được đường đi đó thì không mở được. Vì có thể năm đó nó có một cái luật tức là một thành phố không có ai đường đi. Cái luật đó qua đặt ra mà không tăng là vậy. Thì sau đó ông thầy Dương Văn Trung mới mở ra cái trường này đặt tên là Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Bộ Y tế để dạy về phong tiếp theo tức là y tế công cộng. Chiêu bài là như vậy nhưng thực chất là đào tạo mà bác sĩ đa khoa. Thì thầy
khi mà lựa chọn ví dụ mà tuyển sinh cả nước đó, là phải là hộ khẩu thành phố. Và tại vì sao? Thứ nhất tổng tiền rất là rẻ, chứ thời gian đi học một năm có 2 triệu rồi, một năm chỉ có 2 triệu thôi, tháng một là 2 triệu, và lấy học bổng bù lại nó coi như là học phí, bởi vì toàn bộ kinh phí học là do thành phố trả. Bởi vì những người ở đây là đóng thuế cho thành phố, đúng không? Còn các em ở tỉnh á, là bản thân các em và gia đình các em là đóng thuế cho cái tỉnh của em, chứ em đâu đóng thuế cho thành phố như mình đâu. Thành ra em nó không hiểu chuyện đó. Cái lúc mà đi thi cái năm vào Minh Lan Thành còn tuyên bố là tuyển sinh cả nước vậy đó, đúng không? Nó lùm xùm quá. Rồi bố rồi giá tiền học cao hơn, rồi mấy em ở tỉnh nó đã đố đó mà tại sao cuộc là thi đậu vô mà tôi nghe nói nó đủ mấy triệu mà mấy em kia nó có mấy triệu, nó không phải em không hiểu bản chất vấn đề là cái kinh phí mà để đào tạo và dạy đã được bị giảm là do kinh phí của thành phố lấy cái tiền thuế, cái tiền đóng góp của thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo người nó lên thành phố. Và những người đó khi ra trường sẽ được đưa về các cơ sở của thành phố Hồ Chí Minh để làm. Còn mấy em ở tỉnh sao mấy em đâu có lấy thành phố Hồ Chí Minh đâu, làm sao mấy em có được quyền lợi ở đây, hiểu không? À, vấn đề thứ hai nữa là trường này đâu có bắt tụi em thi vô đâu, em tự thi vô mà có ai bắt thi vô đâu, ngoài ra gì thậm chí bây giờ mình có thi vô đậu á nó bắt 100 triệu hơn một học năm đó không, không đó thì đi ra ở nước ngoài là vậy, đâu ép được học đâu. Và đương nhiên về mặt tinh thần là như vậy, nhưng mà trả lời văn bản là thay rõ ràng chứ không có cháu nhào luôn. Rồi năm nay là tuyển sinh có tuyển sinh tại quốc tế, nhưng mà theo anh á là cũng một lỏng lẻo á, ngay từ khi mà tuyển sinh cấp đôi cấp ba, tức là ngày lúc trước đó, tuyển 100 cái hồi anh thi vô á là 100 120 một năm chia làm hai, nó không phải như hai lớp chia làm khoảng 10 tổ 100 120 em rồi, thì dần dần nó lớn lên là 300 400 thì bắt đầu nó có những cái sự. Ngày xưa đó thì là mấy em ở thành phố á phải đi làm hộ khẩu tỉnh để thi đậu, bây giờ được cộng điểm. Còn bây giờ ngày nay á thì ở tỉnh đi là hộ khẩu thành phố để được thi vô đây, ngược đời không? À, mà trước tụi em có vài ba năm đó, tức là có những cái thế hệ mà đang được rồi, lúc mà đi dạy đó, anh hỏi bố tụi em cậu thì có em không được làm những chỗ đâu sẽ lắc thơ thôi, bố sao thì em chưa tôi vô đây hay học được, mấy em trả lời đâu gì khó rồi, tuần lễ là em có hộ khẩu sao hay thì thành ra có những cái chuyện đó, con kiến đó, thì không chui vừa cái cửa lớn mà con voi lại chui vừa con kim lại đó, cô hiểu không? Rồi cái cửa đó nó thấy em chết chết thì cũng cũng vượt đi vô trong thường là vô cái năm đó, thì cái năm đó là em học 24 năm rồi, thì em cái từ đó mấy anh chị đó sẽ thi trong trường mình, thì anh nói bộ anh chị thi rồi nó lên đây bao lâu đó, bao lâu nó cứ chưa lên đó, khi nào thi vô thi luôn, nó bộ rồi thì hàng khẩu cho anh một khẩu tới đó khẩu luôn, còn thôi kém á, nên là giờ thôi kém á. Thank you.
nó sẽ rất buồn chủ. Cướp mình sao? Nguy hiểm đúng không?
ví dụ các em đi ở Mỹ, ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản á, thì không sao, được không, còn nó dối. Nhưng mà mình đi ở Việt Nam là chúng ta còn nó dối, tại vì mình nguy hiểm quá, nên mình không biết được. Đó là nó thật đó. Sao em biết được? Thậm chí bây giờ các em ra đường, em thấy một bà già bị tai nạn, có gì đó, lại nói là bị cướp giật thì nó xin tiền của em không hỏi. Sao em tin được? Thậm chí mấy đứa nít á thấy làm đổ đi xin tiền đó. Cũng không phải là nói nữa, nó bị bắt kẹt nữa. Nguy hiểm nó ghê không? Không tin ai được hết. Mình còn không tin mình được đó. Đó thì ở dưới bút đó, anh đi ra anh thấy quạt. Rồi anh mới hỏi, ủa vậy ở đây bị bệnh rồi sao? Nó đưa đi bệnh viện. Đưa tức là đi từ Phú Quốc nó bay vô trong đây đi khám. Mà em thấy không? Em thấy là cái đang để là tức là nó có một cái như thế này. Bây giờ nếu các em ở đây các em giỏi, các em giỏi chứ này. Mấy em có tình nguyện nhận Phú không? Ngày xưa Phú Quốc là cái đảo không? Còn có em thích cái dân ra đó để khai hoang luôn á. Nhà nước người ta cho khai hoang, cho ở rồi vườn làm vườn ra rồi đó. Rồi sau đó bị nhà nước thu hồi không tao biết cho nên tao không biết. Mà lúc mà ra đó là nghe nói là vậy. Và ngày xưa là được khai hoang ra đó. Bây giờ thì chắc hết. Bây giờ sắp thành đặc khu rồi. Đó là đặc khu kinh tế. Tâm sự. Em biết được không? Biết. Bây giờ trên Facebook còn sống đúng không? Dạ. Thấy trên Facebook còn sống nhất á. Còn ở ngoài là hôm nay nó nói đố em dám xuống dưới đường đứng nói tôi đặt đố là khu 995 đó, đố em dám nói. Anh còn cái nói rồi. Vâng. Anh cũng khó chịu bức xúc không? Anh biết mấy cái xây đó xong tại vì có mấy cái mấy tin nhắn lại nhắn vô cho Facebook mình nhắn mấy cái bài ví dụ tôi tưởng nó nhắn vô Facebook mình mà mình nói cái bài đâu Facebook của anh là bạn bạn bè với sinh viên của mình cũng có nữa. Ôi, thấy nhiều video game nó khỏe. Không biết tại Facebook nó đang cũng trầm chỗ chủ nhật này cũng tận gì nữa nè. Có đúng không? Có thấy đúng không? Em biết đó, khi mà anh mở đúng rồi, anh thấy đó. Là anh lướt đó, tức là anh kéo qua đó. Mà bây giờ đa số mình xài cái tướng bản á. Mình đang kéo cái mé ở bên phải á. Mình lóc trên ra xa, cho nó lướt qua cho đó. Chứ mình quen tay mình kéo ở bên tay trái là nhiều khi tay mình chạy nút like. Nút like cái tay phải đi. Bấm nút like cái trà bấm lại nút khác là bấm nút xe. Trời là buổi sau là có chuyện gì đó. Like mà xe là buổi sau có chuyện đó. À. Bởi vậy không hiểu luôn. Mà Facebook là tính ra nó là tự do riêng tư của người mà sao nó phiền quá. Mà mình không có đọc thật được. Cứ lên Facebook mình không có tin. Mà cái đọc là đọc vô mắt của mình đủ. Chính chính là bây giờ nghe nó mãn luôn. Sắp tới là em không có được đứa nào thì chưa đi ra uống cho đi mốt người ra không có được đâu. Nên thông qua cái luật đó là em không ra được đâu. Nhiều khi nó cho nó được khu của người ta. Mình đâu ra được. Trên danh nghĩa của thầy nhỏ mình đâu ra được. Cái em biết đó, đất đai mà chủ quyền của mình đó nha. Chủ quyền
sân quê em quay hàng rào xây tường rồi đó. Rồi là khai con quay lại thấy ta xây nhà ta ở cuối đất của mình đúng không? Luật của mình, giấy tờ của mình. Mà lấy em không biết được đúng không? Bây giờ là đất của em là rất là mệt rồi. Mệt lắm. Thì nghĩ sao? Nghĩ thì sao? Đất tới 99 năm vô làm gì nhỏ ai biết đúng không? Giờ vô nó xây nguyên cái này cái vô xây xây nguyên có lại đổ không làm gì được xây ngầm dưới đất biết không? Mỗi một cái khu đó là có cái nhưng mà anh nghĩ là đặc tố là tại vì nó là kiểu quốc thôi theo anh nghĩ chủ quan của vậy chứ giờ ba cái đó đó mà Vân Đồn là Úc mướn Bắc Vân Thông là Mỹ mướn Kiên Giang là dân mướn thì chắc cái dân mình dơ thôi được 995 995 đấy tùy vào đối tượng. Sáng giờ nói chuyện chơi rồi đó suy nghĩ hỏi đi em để ngủ không chút nữa không trả lời nữa kìa trắc nghiệm của anh kìa mày không bị tiêu hóa luôn khỏi mà bán một liền trắc nghiệm em không hiểu của mày nhất truyền đừng khó hả đó là mình nói chung là ngày nào có chiến gì chuyện gì xảy ra đây nữa thì có không liên quan bác sĩ lúc mình chỉ có một cái vụ duy nhất là khá là lĩnh vực hơn những người khác mình không nên tham gia không có bất lợi gì đó còn cũng chẳng thay đổi gì cả cái hot nhất là hôm qua đã có được thông tin là Việt Nam đã mua được bản quyền World Cup. Thầy cũng nhanh dữ. Là con đó, vậy thôi. Cái đó là quan trọng đó. Trên Facebook của mình á, nó có một cái trang gì đó của một cái em mà nó lập ra đó Y2, anh nhớ là Y2 năm nay là nó lên thì 40 năm gì nữa cái thời anh dạy đây nè nó khá lắm, nó lập ra cái trang đó và nó ra được rất nhiều sách hay để cho đó cho mọi người đau về miễn phí á đau thì anh cũng lên anh đau sao anh mới trao đổi đó thì cái giọt văn á mà cái em nó viết cho anh á là đó là giọt văn hoàn toàn của cô gái thì anh mới lên trên dạng đường anh hỏi em nói là đó thì anh mới nói là em nào biết em đó thì liên hệ em nó lấy sách này cũng có nhiều á anh tưởng là gái là anh biết giọt văn của gái rồi cái tên đó nó chưa biết cái xoay đó là cho nó biết gửi vô trong Messenger cho anh nó nói là thằng em gần trai chứ không phải gái mà nó biết cái giọng văn rất là đọc rất là eo ả anh kỳ quá tại con gái giọng văn không biết nó văn lên đấy Vinh Ba biết hả? Vinh Ba biết. Cái hè đó thì anh ở một thời gian đó anh cũng như anh có anh đòn hẹn như thứ bảy nếu nào rảnh á thức á muốn đi du lịch về đó thì có thể đi du lịch về nhanh không sao hết rồi thích sinh hoạt chung những cái nhóm qua cũng được không sao.
anh sẽ làm việc nó sát với lại bệnh viện hơn nha. Và anh cũng muốn đào tạo một cái nhóm để cho nó có sự khác biệt, một cái nhóm nó có sự khác biệt với những em khác mới được, chứ còn anh quay nhóm đâu hết sao được. Anh đang tiến tiến quân rồi. Cái gì? Với bệnh viện Trung ương á, thì bây giờ anh em tranh thủ á là kêu gọi anh em nếu đi được thì đi luôn, bởi vì sắp tới đại học nó xây lại, đang tốt nghiệp con đang xây cái mình đang sửa chữa thì cái khu sinh viên của mình á hiện nay á là nó không xây đại học được, nó bằng nửa để trường này bị sụp đổ, một phần ba chứ là một cái dãy này ha, có dài cũng 2/3 cái dài của phòng này có tất cả điều kiện mà để xuất hàng cho nó tương đối. Thì bây giờ bệnh viện đang làm nó xây, thì sắp tới nó sẽ xây lại. Thì bây giờ em cái khu bệnh nhân đặt tim ở trên là làm những cái phòng nhỏ trong bước ở dưới đặt tim. Đặt tim bệnh viện đó nó là lộn xộn. Nên bây giờ đi rồi thì anh nghĩ em nên đi nha, đi để biết. Để biết bệnh nhân là ai chứ, biết bệnh nhân là bằng tên. Bệnh nhân cũng gần đây mà. 115 hơi khó nha. 115 là như là đi khó. Mà 115 đó là tội nghiệp đó, em có học với anh bác sĩ Thanh chưa?
Bây giờ cho các em 10 phút để suy nghĩ hỏi. Không là anh đi à. Nha. Người ra đi là tàu không quay lại nha. Đó rồi đó. Có tiêu hủy đi. Không cho lỡ lúc mình ra thì chạy chạy theo họ hỏi là không trả lời nữa. Suy nghĩ đi 10 phút. Cái nồi sao chặt 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 tay người.